mặc dù có những lúc cô đơn, yêu một ai có chút vui hơn nhưng không, dẫu có bao người trong ơi. Vì em chẳng muốn yêu ai dù đúng hay sai, sợ lấy nhầm chồng rồi khó dài dài, vất vả một mình nuôi con có đâu dễ dàng. Người phụ nữ tất cả phải thật vì nhau, cùng sẽ chia muộn sầu, hạnh phúc chẳng hề khó đâu nếu ta vì nhau. Na. Nói gì không mặc đồ, tôi mặc đâu á? Chừng nào tôi cởi quần cái. Ê! Bình thường ở nhà là tôi không mặc cái gì luôn á, hôm nay tôi mặc vậy là quá lịch sự luôn rồi đó. Ủa? Gì? Sao tự nhiên tôi ngủ ghế salon vậy trời? Câu đó lẽ ra tôi hỏi anh mới đúng á. Nhớ rồi. Tại vì nào giờ ở nhà này không có phụ nữ á, tự nhiên cái hôm nay có phụ nữ vô cái mọi chuyện nó thay đổi hết trơn, không quen á. Nữa. Tự nhiên nhà có phụ nữ. Tối hôm qua, tối hôm qua cô có làm gì tôi không vậy? Hả? Cái gì là làm gì? Đại khái giống như là cô cướp xác của tôi á. Trời ơi, điên, anh điên rồi. Hôi quá đi. Uống bia phải hôi chứ sao? Giờ muốn hết hôi thì ta đi vô ta tắm nữa hết hôi chứ gì đâu. Anh làm gì nữa vậy? Con lấy cái áo nè bà ơi, con lấy cái áo này vô phòng thay nè bà ơi. Trời ơi, tự nhiên nhà có phụ nữ à, rối tung lên hết. Không thể nào sống chung nhà với một con người mà có cái nhân phẩm như vậy được. Có nên không ta? Mình có nên làm cái điều này không ta? Được, cái ông này mà không nói thẳng vô mặt ổng là chắc chắn không bao giờ mà ổng ngăn nắp được. Ổng sẽ còn càng ngày càng bề bộn hơn. Phòng đàn ông trai bởi vì không có gì thú vị để mà... Thôi cái gì đây? Ơi, tưởng chụp vậy là đẹp á hả? Tưởng cười vậy là dễ thương á hả? Mà ghê. Vậy mà cũng rửa ra để đầu giường, để cho ma nó dòm hay gì á. Dễ sợ thiệt. Trời. Cái gì vậy? Hả? Sao nó mặc đồ? Cái đồ bất lịch sự. Cô mới bất lịch sự, cô vô phòng người ta, cô xin phép chưa, gõ cửa chưa, hả? Tại tôi thấy cửa phòng mở chứ bộ. Ủa tự nhiên mở là được vô hả? Mà sao anh không mặc đồ? Anh có biết là anh không mặc đồ chứ mà người khác là anh vi phạm luật không? Ê đừng có vô duyên nha, tôi đi tắm tôi phải cởi đồ ra chứ sao giờ đi tắm mặc đồ hả? Mà tóm lại là cô vô phòng tôi làm chi? Nhưng mà bây giờ anh không mặc đồ sao tôi nói chuyện với anh được? Tôi che lại rồi. Vô phòng tôi chi? Có công có chuyện mới đi vô chứ tự nhỡ không lắm hả? Đi vô đây làm gì? Có công có chuyện xong đợi ra phòng khách nói. Gấp. Rồi nói đi. Nội quy. Nội quy hả? Đúng. Nội quy chung nhà đó. Nhà tôi đang ở yên lành mắt mớ có nội quy. Thì chính vì là nhà anh cho nên là phải sống theo nội quy. Bộ anh muốn Hà My nó nhìn thấy hình ảnh của anh hồi sáng nay hả? Ừ. Nội quy.
11. Không quăng quần áo lung tung, cấm ăn mặc sexy. Nhà có phụ nữ và con nhỏ, người nào vi phạm phạt 500k rồi. Phòng ai nấy ngủ, ngủ không đúng phòng phạt 1 triệu một đêm. Đi ăn cướp của người ta đi, đi ra giật đồ luôn đi. Nhắm mà không có tiền đóng thì mình đừng vi phạm nội quy nha. Mà tôi thiết nghĩ là chắc có lẽ tôi phải giảm bớt cái mức phạt xuống một chút, là bởi vì nếu như mà với cái mức giá mà 500 ngàn một lần và 1 triệu một đêm như vậy thì chắc có lẽ là anh sẽ phá sản luôn đó. Được, nói hay lắm. Chưa biết ai sẽ bị phạt nhiều hơn ai đâu nha, nha bạn. Ừ, cứ như vậy mà làm đi nha. Không vậy mà làm tôi có cách khác hả? Vô nói không cho người ta nói tiếng nào đâu. Vậy là gì Hà My? Thôi dăm ba cái quy định này mà làm khó được mình hả? Trị được ông này. Ăn uống gọn gàng sạch sẽ, quăng tùm lum bề bộn một lần 500k. Trời. Gì em? Tiền mà làm như lá me lá mít gì sao một lần phạt 500k? Bây giờ nếu như không muốn đóng phạt thì đừng có ở dơ. Anh ở dơ nào? Này của ai ăn chứ phải của anh đâu. Không lẽ của ông My? Ừ, của anh đó. Đưa tiền đây. Chơi vậy không fair play nha. Ví dụ như mà bây giờ mình ra luật, gọi là dự luật, thì phải đợi quốc hội thông qua. Sau khi thông qua xong rồi người ta mới bắt đóng phạt chứ. Ai đâu mới làm có một lần mà bị bắt đóng phạt rồi. Xé nháp đi. Nháp. Sáng một lần rồi, bây giờ một lần nữa là hai lần. Không ai mà xé nháp hai lần trong một ngày nữa. Ok. Hơi mỏi tay rồi đó nha bạn. Khó dữ. Ok, đóng phạt thì đóng thôi. Thiếu được không? Lại cầm không đủ. 500. Anh không tin cho một ngày em không phạm luật gì. Phân loại nữa. Trời sao rảnh quá vậy trời. Mình không tin mình ngồi đây mình rình mà không phát hiện ra được một cái lỗi nhỏ xíu nào. Thank you.
trời. Đâu rồi? Trời ơi, đi gần người ta. Đi gần người ta không bắt được người ta mà còn gây án nữa. Trước khi bị phát hiện phải thủ tiêu mới được. Bắt được cái thù này chừng nào mới trả được đây. Để coi lần này ai nộp phạt cho biết nha. Làm Dương, đâu rồi, ra đây coi. Cái gì vậy? Ủa, tôi đúng rồi, bắt chó mới gì tôi trốn vậy? Ra đây nhanh lên. Anh cứ bị điên không vậy hả? Anh ngủ không được thì anh cũng để cho người ta ngủ nữa chứ. Đúng, tôi bị điên rồi. Không biết tôi bị điên hay ai bị điên hay ta. Nè, làm lỗi là phải nộp phạt nha. Mà người đi ra luật á, là nộp phạt là phải nộp gấp đôi nha. Vụ gì? Nhìn đi. Nhìn đi. Ủa? Bãi chiến trường này là của ai? Sao đường không vậy? Đúng rồi, sao đường không vậy? Ủa? Ủa, cái hũ đường của tôi? Thì đó, em nói nha, cái này là em nói nha. Hũ đường này là của em nha. Luật là do em đưa ra nha. Ai làm tùm lum tùm la dơ bẩn ở trong khu vực nhà bếp với lại tủ lạnh nè, là bị phạt 500k. Mà cái này là bay hay ra luôn rồi. Cái này là phải phạt tới 1 triệu. Tại vì em là người ra luật. Ok. Khoan khoan. Đợi xíu để tôi tỉnh ngủ chút đã. Không lý nào mà lại xảy ra cái chuyện này được. Bởi vì hũ đường của tôi để rất là gọn gàng, cẩn thận. À, thì ra là có người cay cú tôi cái chuyện nộp phạt hôm qua, cho nên là rắc tâm hãm hại tôi. À, đừng có nói như vậy nha. Ở đây không ai chơi tiểu nhân như vậy nha. Ê, tôi chưa nói người đó là ai nha. Mắc gì lên tiếng vậy? Bộ có tật giật mình hả? Vậy thôi mình đóng phạt đi, chứ mình nói nhiều chi. Mới nhận hũ đường là của mình mà. Đóng phạt đi, đừng có nói nhiều. 1 triệu. Ok. Ai làm sai thì người đó phải chịu nộp phạt. Quá thẳng thắn, thích những người thẳng thắn như em. Dạ, đóng tiền chắc chắn là lần này là sẽ bị phạt 1 triệu luôn. Rất thẳng thắn nữa, con người quá đàng hoàng, ra luật phạm luật là đóng tiền phạt. Đưa 1 triệu. Đưa 1 triệu đây cho tôi. Người điên mất mới gì đưa em 1 triệu. Cái này của em mà, đưa 1 triệu đây. Anh nhìn kỹ lại coi hũ đường của ai. Ủa sao tự nhiên hũ đường của tôi vậy? Làm sao tôi biết được? Lần sau nếu như mà muốn hãm hại người khác thì mình cũng phải thông minh lên. Mình vận dụng hết tất cả trí khôn của mình và vận dụng hết cái thị giác của mình để mình quan sát, mình nhận định xem cái món đồ đó là của ai, rồi mình hãy đi hại người khác nha. Anh làm gấp quá, anh quên. Vậy thì bây giờ anh gấp đóng tiền phạt đi. Em có quẹt thẻ không chứ anh hết tiền mặt rồi. Không anh ơi, bây giờ em đang buồn ngủ, em muốn đi vô ngủ. Để gì một chút nữa em có một cuộc phỏng vấn rất là quan trọng. Em cần phải đầy đủ giấc ngủ của mình đó anh, để đảm bảo trí thông minh để em đi phỏng vấn. Đau à? Tao nói cầm cái tiền này nó hơn cái tiền ngày hôm qua rất nhiều. Anh ơi, bây giờ em xin phép anh cho em vô em ngủ tiếp để cho tròn giấc nha anh. Anh đừng có phá giấc ngủ của em nữa nha. Anh cũng phải thông minh lên khi mà anh muốn hãm hại người khác nha anh nha. Dọn dẹp nữa nha. Trời, sẵn chưa thêm 500 nữa. Trời ơi. Mỹ ơi, Dung ơi, đang ăn sáng nè. Dạ.
Không có chú. Không, đó. Ngồi vô, ngồi vô. Dạ. Ê, khoan. Tôi nhỏ là tôi của con nè. Dạ. Thơm quá. Thơm không? Sáng đồ đi chứ. Bữa nay làm gì tốt bụng mua đồ ăn sáng cho hai mẹ con tôi vậy? Thì đừng có suy nghĩ xấu, xong rồi nghĩ ai cũng xấu giống như mình nha. Ngồi xuống ăn đi rồi còn nhìn cái gì nữa. Tại thấy hơi quen nên nhìn. Trời ơi, còn quen nữa hả? Hủ tiếu tô tô đó. Hủ tiếu tô tô hả? Còn gì nữa? Trời, hàng gì nghe cái mùi quen dữ lắm nè. Trời, lặn lội khó khăn lắm mới mua được đó nha. Trời ơi, ăn. Ăn đi, ăn đi. Thơm không? Hương vị rất là quen thuộc. À, ngửi là thấy thơm rồi. Mời. Ăn đi, mời. Canh rau rớt để phạt tôi hả? Em còn non và xanh lắm Khang Ninh à. Rớt đi rau ơi. Rớt đi. Rớt. Khang Ninh ơi. Ôi. Ôi. Đi lấy đồ lao liền. Đi lấy đồ lao liền nha. Mới bị à, đi lấy đồ lao. Không biết gì mà con cười. Thì bác cười thôi. Con ăn đi. My. Dạ. My vô rửa tay rồi học bài đi. Mẹ nấu cơm xong rồi mẹ kêu My ra ăn cơm. Mẹ có cần con phụ gì không? Không cần đâu. Đi đi. Dạ. Nè, đem túi sách mẹ vô. Ây da. Hết muối rồi. Lấy đại muối quẩn. Trả sao? Xài muối của người ta là phạt 500k nha. Xin phép chưa? Mắc cái gì mà bị phạt? Xài muối của người ta kìa. Luật này là do em tự đưa ra nha. Tôi mới đưa cái luật gì ra mà mượn muối của người khác mày bị phạt hết á. Bây giờ sao lấy muối của người ta là chưa xin phép nè. Chơi vậy chơi hơi kỳ á. Vậy mà không đóng tiền phạt. Trả lại nè. Tôi đi mua cái khác. Trời mưa. Đi ra cho ướt. Thôi lấy xài đỡ đi. Đâu ai nhỏ mọn vậy. Ba chị nhỏ như hột me hột é đó mà cũng phạt 500k. Làm như tốt lắm. Đừng nói xấu sau lưng nha. Nói xấu sau lưng nghe hết nha. Nha, bớt giỡn đi nha. Người ta cho mượn không biết ơn thì thôi làm ơn mất thù quán hả? Cảm ơn. Làm gì mà kỳ vậy? Bị gì vậy? Ê! Em sao vậy? Đau bụng quá. Anh đưa em đi bệnh viện nha. Không. Bị trong, cái gì? Ở trong cái tủ á có hộp thuốc, rồi vô lấy giùm tôi đi. Đi vô lấy thuốc lại nha. Dạ. Ủa chịu nổi không vậy? Hả? Tôi chịu được. Bị cái gì nói nghe coi sao vậy? Không, chắc là hồi sáng ăn đồ ăn của ai kia cho nên là nó nuốt không có vô nên nó mới đau bụng. Em đau là vừa em lắm. Em đau vậy mà còn cà khịa anh được nữa. Mắc mới liên quan đến anh cũng ăn có bị đâu. Thôi. Đi vô trong đó lấy thuốc uống thì xong rồi nghỉ ngơi đi. Ở đây anh lo cho. Tôi không sao, tôi nấu ăn được. Anh nấu cho, nấu được mà. Được không? Trời, MasterChef nó giỡn hoài. Đi vô đi. Đi vô nghỉ đi, nấu cho. Chưa nêm muối đúng không? Hồi nãy có nêm chút xíu rồi. Trời mồ hôi rồi, chắc phải đi tắm quá. Sit down please. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, 100. Trời ơi, cái này mấy chục triệu chứ ít gì ta. Vừa xạo mà vừa mất nhân tính nữa. Cái này nó cao lắm, được cũng cỡ 10 miếng khăn giấy thôi. Chứ làm gì mà tới 100.
Mà tôi nói anh nghe nè, tôi đang bệnh đó. Anh cũng tính toán với tôi nữa hả? Tính chứ. Hồi lúc mà dự luật mà chưa có thông qua mà người ta còn bắt đóng tiền phạt nữa. Cái này là luật thông qua rồi nha, phải đóng đó. Ok, tôi sẽ đóng phạt. Tôi đóng phạt rồi. Nè, bày bày hay ra tính tiền gấp đôi nha. Tôi đóng luôn. Ok, giàu lắm. Vẫn đánh đá như xưa. Tính hung dữ không bỏ được ha. Tôi nghĩ là mình phải nên có thêm một quy định nữa. Cái gì nữa? Đủ rồi nha. Quy định 4. Đó là ba cái quy định vừa qua, nó chỉ là dự thảo thôi. Nó chỉ mang tính chất tham khảo. Ôi, cũng được, cũng được. Trả tiền rồi đây. Đâu có trả. Ai lỡ đóng rồi thì thôi chứ. Ai biểu, ngu ráng chịu. Ai biết, tôi ngốc. Ê, không chơi vậy được nha. Chơi vậy tự nhiên bị mất 1,5 triệu ngoan ngủn vậy. Kệ mấy người, ai ngủ mấy người, ai ngủ mấy người đóng chi. Rồi, ok. Khí luôn. Khí luôn, 1,5 triệu luôn đó. Giờ xong chưa? Xong. Ngồi đó đi, đợi chuẩn bị ăn cơm nè. Còn tôi phụ gì không? Bộ người ta. Thôi làm ơn ngồi đó giùm tôi một cái đi. Đi vô trong đó phụ rồi hả? Lỡ cái tay rung 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 làm rớt đồ bể. Xong rồi tôi phạt cho mạt luôn á. Tính ra thì cũng còn một chút dễ thương để vớt vát lại. Tất cả phải thật vì nhau.